siêu vắng vẻ. Good morning. Buổi sáng nay mọi người ăn gì rồi? Hiện tại của tôi đang kiểu natural organic mì. Oh my god, mì của tôi. Nhưng mà được cái dạo này da của mình khá là trộm vía, sau 5 ngày không động vào make up một tí nào cả. Thâm thì nó kiểu hơi mẩn mẩn thôi, nhưng mà thật sự là trộm vía da của mình rất là kiểu đủ căng bóng luôn. Mặc dù là mình không dưỡng nhiều. Cho mọi người xem là mình sẽ mang cái gì sang đây nha. Đây, một chiếc acrylic top để tập gym. Tiếp theo là một hộp gạo lứt để có thể là giữ cân của mình. Một đống mặt nạ Foreo của mình sang. Khi mọi người mua Foreo thì mọi người sẽ được cái kệ như thế này. Cho nên là khi mà mua rồi thì mọi người nhớ để ý nhá. Bên cái hộp của Foreo sẽ có một cái kệ nhựa như thế này để mọi người kê dễ dàng như thế này. Thế đấy, xịn không? Kín đáo. Nó sẽ làm cho... Trời ơi, nhân cái dịp mà da mình sẽ không make up bao giờ cả, thế cho nên là mình sẽ quyết định là mình sẽ sử dụng Foreo liên tục trong cả một tuần luôn. Nghĩa là sáng sử dụng, tối sử dụng, cứ như thế trong vòng một tuần để test hiệu quả mà Foreo tác động đến da của mình, để xem là em nó có giống như lời đồn hay không nha. Mình mua em này khá là lâu rồi, khoảng 4 tháng rồi, nhưng mà mình chưa đi sâu vào nghiên cứu lắm, chỉ kiểu như là thỉnh thoảng mới sử dụng thôi ấy. Và mình cũng xác định luôn là mình không dưỡng da gì nhiều, sẽ chỉ có một em Foreo này thôi, cộng với một cái mặt nạ ngủ để xem là da của mình sẽ như thế nào, có vì em này mà đẹp lên không. Ở đây thì mình có 6 cái loại mặt nạ mà mình mua của Foreo. Thì mình đã sử dụng 3 em này rồi, còn 3 em này mình chưa sử dụng thôi. Make My Day là dành cho buổi sáng, làm kiểu cấp nước cho da của mình. Em này thì làm trắng da của mình. Em này thì cho da dầu. Em này thì cấp collagen này. Còn em này là màu hồng sen trị thâm quầng mắt nha. Tuy nhiên là mình vẫn chưa sử dụng em này vì mình đang nổi mi. Mình sử dụng mi của mình quá. Bây giờ gọi người để nổi mi là không có đâu nha. Một tháng rồi mình không nổi mi á. Và mi của mình đây. Em cuối cùng này dưỡng da buổi đêm là vị gừng với cả ô liu. Em này mình thường sử dụng với hai tác dụng. Một là để đắp mặt nạ, hai là để dưỡng da, di tinh chất trên da của mình. Rất là tốt, như kiểu serum, dưỡng da hàng ngày, kem ẩm, oil này mình đều sử dụng với những cái ánh sáng nóng này để mà di tinh chất thẩm thấu vào da của mình. Đây, sẽ có một cái app Foreo như thế này. Và mình sẽ mở ra cái mặt này. Cái này có rất là nhiều tinh chất, thế nên là mình thường đắp thành hai lần, nghĩa là mỗi một lần là 90 giây thì mình nhân lên 180 giây. Không là phí lắm luôn. Cái này đây. Đây. Hello, ok. Mình đã kết nối sẵn vào rồi, bấm. Ở đây thì sẽ có rất là nhiều những kiểu how to use, sử dụng như thế nào. Và mình sẽ sử dụng cái treatment. Đây, thường làm cái treatment 90 giây thì nó sẽ như thế này. Có rất là nhiều mặt nạ cho bạn chọn luôn. Hôm nay mình sử dụng màu hồng thì mình sẽ chọn màu hồng nha. Ok. Start. 90 giây bắt đầu. Đổi màu này. Bắt đầu đổi màu. Dành cho bạn nào chưa hiểu hết về UFO của Foreo nha. UFO của Foreo sử dụng các công nghệ chăm sóc da chuyên sâu tương tự như ở spa để trị liệu cho da. Đầu tiên là nhiệt trị liệu ấm nha, giúp tăng tuần hoàn máu và làm nở lỗ chân lông cho dưỡng chất dễ dàng thẩm thấu hết vào toàn bộ da nha. Tiếp đến là nhiệt trị liệu lạnh, nhiệt này sẽ giúp khóa các tinh chất lại dưới da, giúp dưỡng chất phát huy được cả ngày dài luôn. Và cuối cùng là đèn led trị liệu cũng rất là quan trọng luôn. Mỗi màu đèn này sẽ giúp tăng cường hoạt tính của các dưỡng chất có trong sản phẩm skincare. Đèn led đỏ thì dùng với các thành phần chống lão hóa như là nhân sâm, collagen giúp ngăn ngừa nếp nhăn. Đèn led xanh lá khi sử dụng chung với tinh chất cám gạo hoặc là ngọc trai sẽ giúp làm sáng da. Còn đèn led xanh dương thì tác động với mặt nạ có dưỡng chất trà xanh giúp ngăn ngừa mụn nha. Và cuối cùng là sóng âm Tisonic massage thư giãn da. Cái này thì có tác dụng là đẩy sâu dưỡng chất vào dưới các tầng da nha. Sau đó, sau khi mà mọi người cảm thấy rằng là nó chưa đủ, cái nhiệt độ này, cái ánh sáng này chưa đủ đã mọi người, sẽ vào cái Smart Control là sẽ sử dụng rất là nhiều ánh sáng xanh khác nhau, ánh sáng đủ màu luôn ấy. Nếu như mọi người muốn sử dụng ánh sáng màu đẹp đẹp một chút, sau đó sử dụng cái Tisonic và mức 10 thì nó sẽ rung rất là mạnh như thế này. Ở đây sẽ có nhiệt độ, temperature ấy.
thì mọi người sẽ sử dụng là heat cực kỳ nóng lên ấy. Màu siêu xinh luôn, đây là màu mình thích, xanh ngọc. Sau khi mà tầm khoảng gần 1 phút thì mình cảm thấy là ánh sáng này quá đủ với mặt mình rồi. Thì mọi người sẽ chuyển sang khô, bắt đầu làm lạnh là làm xe kít lại lỗ trên lông của mình. Mát lạnh luôn. Ui, chim bay tứ tung. Ở bên này bí lắm. Chim bay tứ tung ấy. Xong rồi kiểu mình hay chơi bồ câu ấy. Gặp là chơi nhau, gặp là hello anh bạn, gặp là cho nhau ăn, gặp là chào nhau. Xịn lắm, vui lắm, trên này bình yên cực. Nó khoảng 1 phút mà mọi người thấy ok rồi. Sẽ giảm, mình sẽ giảm cái độ rung một chút xuống còn 7 thôi. Còn rất là nhẹ nhàng tình cảm thôi. Buổi tối thì mình sẽ sử dụng cho mọi người xem gì tinh chất là như thế nào nha. Đây là kết quả mà sau hơn 1 tuần dùng Froyo tại nhà của mình nè. Một cái cảm nhận sâu sắc nhất khi mà dùng mask liên tục cùng với nhiệt trị, không phải là hết mụn, không phải là mờ thâm, mà chính là cái nền da của mình ấy. Khoảng 1-2 tháng trước thì da của mình thiếu nước trầm trọng luôn. Nhưng khi nghỉ dịch rồi thì mình bắt đầu giảm make up và tăng dưỡng da nhiều hơn, thì nền da của mình bắt đầu bóng mượt mà không sần sùi như trước nữa. Da của mình không có mụn nước này, mụn kích ứng này, chứng tỏ là da của mình không hề bị thiếu nước luôn. Xong nền da căng mượt cứ thích lắm luôn đó. Da mà căng mượt thì đi đôi với trẻ trung hoi. Trời ơi, vui vẻ vui. Tay của mình là xe đều nhá, không vút trụ được nhá. Nhưng mà ta phải dùng, đừng sợ thật. Hôm nay đã mang cái thảm tập gym xăm này rồi. Trời mai sáng, tháng gửi về, ra ngày về chung lối. Đây, app mà mình tập gym là Fitness, trước mình có giới thiệu cho mọi người một lần rồi. Mà em nói cũng ok la phết, chẳng qua là mình lười thôi. Nhưng mà cái app này thì nó training cho mình rất là kỹ. Bắt mình tập bao nhiêu phút một, sau đó nghỉ bao nhiêu phút một. Mọi người thử app này xem nha. Thank you.
Dành cho buổi tối. Mình luôn luôn thích những gì mới mẻ. Mỗi lần bóc ra xót xót lắm. Ấm nắng vào buổi đêm. Vào buổi đêm thì mình thường thấy cái ánh sáng màu đỏ nhá. Mỗi mặt nạ sẽ có một chế độ làm dung cũng như là ánh sáng màu khác nhau. Sau khi rửa mặt xong thì sẽ lấy cái này ra. Đây, mắt của mình vẫn không đổi màu vì mặt mình quá sạch. Tiếc quá. Đắp thêm một chút nữa đi mà. Bao giờ khô hết thì mình sẽ sử dụng kem dưỡng ẩm hoặc là mặt nạ ngủ nha. Buổi tối mình chỉ sử dụng đúng một loại là loại mặt nạ ngủ của Laneige. Đây, mình đã đắp mặt nạ rồi thế nên mình sẽ không sử dụng toner nữa mà sẽ sử dụng riêng mặt nạ ngủ này thôi. Và sáng sớm dậy mình sẽ cho mọi người thấy một bất ngờ về làn da của mình. Kiểu nó rất là khác luôn ấy. Đủ ẩm này, nền da ok này, độ đàn hồi tốt này, nói chung là được. Ok. Good night. Good morning. Hôm qua mình đã sử dụng cái mặt nạ ngủ. Thế là sáng sớm nay là hứa cho mọi người xem cái làn da của mình ấy. Nói chung là nó rất tuyệt. Nói chung là nó rất tuyệt. Tuyệt vời luôn. Ở nhà đi chăng nữa thì mình luôn luôn sử dụng kem chống nắng. Thế cho nên là mọi người cũng biết đi với mình nhá. Buổi sáng hay là buổi tối thì mình cũng sẽ sử dụng UFO này để mà thứ nhất là đắp mặt nạ, thứ hai là vi tinh chất trên da mặt của mình. Mọi người thấy hôm nay ánh sáng ok không? Nắng này. Mấy hôm nay Hà Nội kiểu toàn mưa rò bão bùng thôi. Ngày hôm nay là ngày nắng duy nhất sau tầm khoảng 5 ngày trời quang mây tạnh, gió mưa bão bùng. Trước khi mình đi sâu vào thử nghiệm cái máy Foreo này thì mình cũng đã quyết là không sử dụng quá nhiều những sản phẩm dưỡng da rồi. Ví dụ như là buổi tối thì mình chỉ đắp mặt nạ, sau đó thì mình sẽ sử dụng mặt nạ ngủ để đi ngủ thôi. Còn buổi sáng ấy, sáng mình cũng sẽ sử dụng mặt nạ, sau đó là mình sử dụng đúng cái thạch jelly này mà không thêm một cái serum hay là một cái hỗ trợ nào khác cho da mặt của mình luôn. Sáng hôm nay mình sử dụng mặt nạ màu xanh nhạt là cấp nước cho da của mình vào buổi sáng. Mà nãy dùng buổi sáng mình đã dã man luôn. Mình không cần phải dưỡng quá nhiều luôn. Thế cho nên là máy này được kiểu quảng cáo là mỗi khi mình ra ngoài chỉ cần dưỡng da đúng 90 giây cho một cái lớp mặt nạ này thôi là mọi người thấy make up và bình thường dùng rất là ok. Cái này mình luôn luôn phải sử dụng 2 lần, tại vì là cái tính chất ở trong này rất là nhiều. Nếu như mọi người không biết sử dụng ý, mọi người sử dụng 1 lần thôi thì phí lắm. Mình đã review rất là nhiều về mặt nạ này rồi, thế nên là nếu có hết thì mình vẫn phải bỏ tiền ra mua lại. Mà một cái hộp này có 7 miếng, bao gồm là 20 đô. 20 đô một hộp, 20 đô một hộp chia ra 7 miếng là bao nhiêu ta? Là bao nhiêu ta? Tiếp theo, sau khi mình sử dụng mặt nạ của mình xong thì mình sẽ sử dụng cái máy này để di tinh chất là cái thạch jelly này. Thạch jelly này là của Deodorant, nó có khả năng cấp nước và làm sáng da, làm trắng da. Da của mình thì mình thường sử dụng cái này vào buổi tối hoặc là buổi sáng đều ok. Và nó là thạch jelly rất là dễ tán và nó nói chung là mùa hè cũng rất là hợp lý luôn. Sắp hết đến nơi rồi. Đó, bây giờ là mình sẽ sử dụng cái này với cái ánh sáng màu đỏ nha. Xuống và giảm temperature sang một khu
cho khi mà nó giãn nở lỗ chân lông của mình ra rồi thì mình phải làm lạnh để di tinh chất của mình xem chất lỗ chân lông của mình lại. Khi mà sờ lên da của mình cảm thấy da của tôi như là đi spa về luôn, xịn luôn. Đã bắt đầu sóng gió rồi đấy, bão bùng đến nơi rồi đấy, mê đen rồi, chán luôn. Cái màu video ấy buồn không. Sau khi mà để cho tinh chất của mình khô cong lại rồi thì chúng ta sẽ đến kem chống nắng. Khi mà lấy kem chống nắng mình thường lấy một hạt đậu to như thế này. Khi mà Anessa có rất là nhiều loại kem chống nắng mới rồi thì Anessa này bắt đầu thất sủng, nhưng mà mình vẫn chưa dùng hết cái tip này. Tuy nhiên mình vẫn rất là thích kem này tại vì nó không màu, nó không màu và nó như là một loại kem dưỡng. Thì em này bây giờ chắc tầm 300 mấy thôi. Mỗi khi ở nhà mình đều sử dụng kem chống nắng này. Oh my god. Please.